2 chiếc luôn. 2 chiếc luôn. Ủa này đổ bê tông xuống đây ta. Không phải, như lấy đất đi á. Đất đi đâu ạ? Thôi xe lái vô rồi. Vô nữa. Thôi, xe ta bự ta mới vô được, thì mình xe vô nữa. Đó, giờ nào muốn vô nữa. Thôi xe nằm dưới đó mình á. Thấy hay quá ha. Đất thì chỗ khác mình đổ đất khác vô cho nó chắc được. Ồ cái công nghịch trời. Không muốn giờ ra nữa. Từ từ cho chạy lên xếp đây cho coi nè. Ồ xe tải chạy quá trời luôn rồi. Đen trời luôn. Không muốn chạy vô đó nữa. Rồi, vậy à. Vậy à. Kìa cầu, kìa cầu. Còn, 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 còn. Này máy luôn. Đang có xe cẩu mà, có xe cẩu đi. Những mấy cái này mới đem lên hết ta? Cũ rồi ta. À, đây có tóc đang làm nè. Xe chạy ngập tràn rồi. Ủa vậy chả đất đi đâu ta? À, hôm nay cho đất đi em đường á. Đúng không? Đúng chứ. Đường này đi đâu tên? Phải đi. Thôi mình đi chung đi con.
Ủa, cái này ta tập hợp con cầu đông dưới đây. Vậy là chở qua cầu luôn rồi. Đi. Chở qua cầu luôn kìa. Thì nó đi qua cầu. Thôi. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.